Chào anh em nha, về hồi chối em sẽ quay một con máy DC70G chạy lướt ha. Đó, là đang quay cái hàm ở trước nha anh em. Này hơi bị ngược nắng cho nên em thông cảm nha. Con này thì số khung của nó đây 13068 nha, máy đời 2021, 2022 gì đó mà còn siêu đẹp luôn. Rồi, con cuốn ở đây, quá mới luôn. Cái này đây rồi ha. Cuốn này, quá đẹp. Đây nè. Rồi để em lên quay dần chân trước nha. Này vẫn là xích phần ken nha. Phần ken. Này mới rửa. Quá mới đi, 1747. Diện đóng máy có máy cabin nữa nha. Mới vậy nè, mới chát luôn hả, lưới rin luôn nè, lưới rin chầm chầm ở đó luôn. Xong con này. Cái này còn nguyên xi của nó luôn. Cảm ơn anh nhiều nha. Đây là cái địa chỉ của công ty mình ha, là ở 167 quốc lộ 53, huyện Đông Hồ, tỉnh Vĩnh Long á. Cái này có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha. Là phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Cảm ơn mọi người nha.